quý vị, có sự hiện diện của luật sư Anh Thư, đó là một đề tài rất là thú vị và chúng ta nói ngày này sang ngày nọ cũng không hết được. Qua chương trình này, quý vị đã nhận ra được những điều gì? Mời quý vị tiếp tục để chúng ta tìm hiểu thêm về luật pháp với luật sư Anh Thư. Anh Thư, chúng ta đã nói về vấn đề tranh chấp giữa chủ và thợ đó, phần nhiều là về vấn đề tiền bạc và nói miệng. Cho nên những cái chuyện đó đó, khi đưa đến vấn đề kiện tụng, thắng thua thuộc bên nào, và anh Thư sẽ có những advice như thế nào cho mọi người để có đầy đủ bằng chứng và chúng ta có thể thắng kiện. Thì Sương biết rồi, trong cái vấn đề luật pháp thì lúc nào cũng giấy trắng mực đen để đưa ra cái bằng chứng trước tòa án. Cũng như là ngoài cái vấn đề mà kiện tụng giữa đôi bên ra, nếu mà quý vị không cẩn thận á, quý vị có thể bị trở ngại với chính quyền nữa. Tại vì trong cái vấn đề đó liên quan tới thuế nữa Sương, mà trong vấn đề thuế mà trốn thuế hoặc là làm không, kiểu như là không có những cái bằng chứng rõ ràng á, thì có thể bị trở ngại. Chẳng hạn hồi nãy Sương có chia sẻ một cái câu chuyện với Thư về cái, một cái người mà Sương biết á. Thì Sương nói qua cái chi tiết cho mọi người chia sẻ thêm, kiểu như không cần phải đưa tên một cái danh tính ai hết, nhưng mà mình, tại vì cái vấn đề này là cái vấn đề mà quý vị thường xuyên gặp. Thành ra là mình muốn những cái vấn đề này Kiều Sương không dám nói rõ ràng lắm, nhưng quý vị tự hiểu nha. Có nghĩa là khi hai bên đã thỏa thuận vấn đề ăn chia bao lương như thế nào đó, và sau khi đó thì lại là khai thuế 1099 với cái phần trăm mà quý vị nhận được. Tất cả thỏa thuận này đều là thỏa thuận trên miệng hết. Và trường hợp người bạn Sương gặp phải đó là quá tin người chủ, cho nên đôi khi người chủ nói tôi không có tiền mặt ngày hôm nay, cái check hết đi, nhưng mà cuối năm thì tôi vẫn khai thuế đúng theo cái thỏa thuận đó. Đó là cái trường hợp mà Kỳ Sương muốn nhấn mạnh ở nơi đây đó anh Thư. Đôi khi dễ tin người quá và nghĩ rằng là lời nói đi đôi với việc làm, nhưng cuối cùng rồi thì không. Và cuối cùng thì Kiều Sương nghĩ trên cái case này đó, người chủ họ vẫn thắng đó anh Thư. Bởi vì họ prove được, họ show ra được tất cả những cái check mà họ ký cho người thợ. Và vì vậy thì cuối cùng cái 1099 đó nó vẫn chính xác với con số về phía của người chủ. Nhưng người thợ thì bây giờ như vậy rồi, tìm đến luật sư. Luật sư có thể giúp họ những gì để bảo vệ cái quyền lợi riêng của họ? Đầu tiên thì như hồi nãy Thư nhấn mạnh cái vấn đề giấy tờ lúc nào mình cũng nên rõ ràng, và mình giữ keep track tất cả những giấy tờ, những cái paycheck của mình lại. Cái 1099 là cái mình phải khai thuế hàng năm. Nhưng mà quý vị nên nhớ là khi mà cái vấn đề mà làm không, cái người chủ không làm đúng theo cái thỏa thuận giữa người chủ với người thợ đó, thì nhiều khi á, tới khi mà bị tax audit á, nhiều khi là vài năm sau lận, thì lúc đó nhiều khi người thợ y đó không giữ hết những cái pay stub, những cái copy của cái check. Thành ra lúc nào Thư cũng khuyên á, nhất là người thợ làm nail, là khi mà cái tiền nào mà trả check là lúc nào cho dù deposit rồi vẫn make một cái copy giữ lại trong trường hợp mà bị tax audit. Nhưng mà Sương nói á, là Thư đồng ý là nếu giữa người thợ và người chủ đi đến một thỏa thuận là ăn chia theo phần trăm như thế nào đó, nhưng mà rồi người chủ lúc đó nói thôi bữa nay tôi không có tiền bạc, thôi tôi ký đỡ cái check đi rồi cuối năm tôi làm lại cho đúng con số theo đúng thỏa thuận. Nhưng mà Sương nói đúng, có nghĩa là cái lời nói miệng người ta lúc đó, nhưng về sau cuối năm có thể người ta làm ngược lại, hoặc là nhiều khi người ta quên đúng rồi, người ta không có cố tình làm như đúng vậy rồi. Nhưng mà cái đó là cái vấn đề trở ngại, từ vì trước mặt chính quyền thì giấy trắng mực đen, những cái pay stuff, những cái copy của check, chính quyền thấy rõ ràng mình nhận được bao nhiêu đây tiền đó, thành ra mình rất là không thể nào mà cãi được. Còn cái vấn đề có thể, thí dụ bây giờ người chủ nói tôi trả một phần tiền mặt, một phần tiền check, và khi mà cuối năm cái 1099 á, nó cái con số nó không đúng với cái số tiền check mà nó lại thêm số tiền mặt nữa, thí dụ vậy không, thì có thể là nếu mà cái số mà mình người thợ cảm thấy không chính xác, và người thợ có những cái bằng chứng cụ thể rằng giấy tờ như thế nào, chứng minh như thế nào, và cái paycheck như thế nào, hoặc là có những nhân chứng như thế nào, thì người thợ cũng sẽ ok thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là nhớ là cái lời hứa bằng miệng á, mình rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Nhưng mà những cái vấn đề chúng ta phân tích đó anh Thư, Kiều Sương vẫn thấy rằng nó khó khăn lắm. Khó khăn trên cái mặt của thuế vụ bị audit.
thưa ra rồi thì hai bên đều bị thiệt thòi hết, và có thể ảnh hưởng rất lớn trong những năm mà quý vị đã khai không đúng nữa. Cho nên những điều này để tránh phải thì chúng ta nên thỏa thuận trên giấy trắng mực đen để không đưa đến vấn đề tranh chấp. Ngoài vấn đề tranh chấp giữa chủ và thợ, anh Thư có thấy những cái nào tranh chấp giữa thợ với nhau mà đưa đến vấn đề kiện tụng không? Thường thì thực sự Thư không thấy, có như là hai người ghét nhau hoặc là đì nhau, hoặc là nhiều khi phụ nữ hay không ưa nhau này kia, nhưng mà thường nó không đến nỗi đưa đến cái vấn đề kiện tụng. Ngoại trừ nếu mà quý vị không ưa nhau mà đi đến cái vấn đề mà đánh nhau hoặc là hại người ta mà lấy tiền hoặc ăn cắp này kia, thí dụ như vậy, thì dĩ nhiên nó sẽ đưa đến cái vấn đề phạm pháp mà quý vị có thể bị truy tố trước tòa án. Còn đa số thì thực sự là Thư thấy là họ đến than phiền thì họ bị đì với những cái người thợ cũ, thí dụ người thợ mới bị đì những bởi những người thợ cũ đó, rồi cuối cùng thí dụ là nếu không giải quyết được, không hòa giải được, và cái người chủ cũng không giải quyết được, thì cuối cùng họ cũng đi tiệm khác thôi, chứ con không nên đi đến mức mà phải ra tòa hay kia. Nhưng mà một cái khía cạnh nữa là Sương biết là ngoài cái vấn đề giữa thợ với chủ, rồi giữa thợ với thợ, là một vấn đề nữa là khách hàng nữa Sương. Vâng, đó là điều kia Sương muốn hỏi anh Thư. Gần đây anh Thư có những case nào có liên quan đến khách hàng tìm đến anh Thư để mà kiện tụng những người thợ nail hay chủ tiệm nail hay không? Thì khách hàng á, thì thường là Thư thấy là những người chủ tới là họ nhờ Thư giúp những cái case như vậy. Chẳng hạn có những người khách, thí dụ Thư có một cái case, một cái người thợ, người chủ mà cũng là cái người làm nail ở đó luôn, là một cái người đàn ông. Thì có một cái người khách hàng họ tới, và Sương biết là khi làm nail hoặc là làm nail tay hoặc chân á, là có cái phần massage nữa. Thì nhiều khi á, nếu mà mình không cẩn thận á, thì cái vấn đề massage đó có nhiều khi, một á, là có thể là vì cái khác biệt giữa văn hóa với nhau, và nó gây ra cái sự hiểu lầm, nó nghĩ là sexual harassment thí dụ vậy, hoặc là hoặc là assault coi như là mình xâm phạm và cái cơ thể người ta mà không được phép, đại khái như vậy. Thì nếu mà như vậy á, thì nếu quý vị làm đúng theo cái procedure, tại vì chắc Sương cũng biết, tự Sương trong ngành nail rồi, là trong cái khi mà mình được cấp cái bằng nail á, thì trước khi mình được cấp cái bằng nail mình phải đi thi. Thì trong đi thi đó thì mình phải học qua cái trường lớp gì đó, thì nó có một cái procedure là thí dụ vào làm nail mình phải clean up như thế nào, rồi phải làm như thế nào, rồi kỹ như nào, vệ sinh như thế nào, đúng không? Thì ngoài cái vấn đề mà harassment, về cái vấn đề thí dụ nó kiện về vấn đề quấy nhiễu tình dục đi, thì cái có thể là ví dụ cắt mà bị chảy máu này kia, thì nó cũng thể nó tại vì làm không đúng vệ sinh thì nó cũng làm cho cái trở ngại trong cái vấn đề bằng của người ngành nail. Cái đó là về vấn đề gọi là tai nạn nghề nghiệp trong vấn đề injury về đó. Sương lại interest cái vấn đề anh Thư nói về sexual harassment. Cái trường hợp này rất là nguy hiểm thưa quý vị, và nhất là các anh thợ nam, tại vì Sương nghĩ là những người đàn ông mà bây giờ vào tiệm để làm pedicure thì thường thường phụ nữ làm, cho nên họ thích phụ nữ làm, thì có lẽ là họ sẽ không thừa kiện người phụ nữ sexual harassment họ, nhưng ngược lại sẽ có những cái case rất là xảy ra rất là nhiều cho những thợ nam như vậy. Đến trường hợp đó thì lúc nào Thư cũng khuyên, tự vì là vì cái phong tục tập quán, cái truyền thống của người Việt Nam và người châu Âu rất là khác nhau, thành ra cái người Việt Nam mình cần rất là cẩn thận, có nghĩa là quý vị làm đúng theo cái quy trình, cái thứ tự của công việc mình thôi. Đừng, cũng như là mình cũng friendly, mình hỏi thăm, nhưng mà đừng có cười giỡn, đừng có đùa cợt, và đừng có những cái cử chỉ đụng chạm vào thể xác người ta hoặc thân xác người ta một cách không cần thiết. Thành ra là nếu mà mình làm đúng theo cái trình tự, cái training khi mà mình lấy cái bằng á, mình làm clean up như thế nào, rồi cắt như thế nào, dũa như thế nào, rồi thí dụ massage thì cũng massage theo đúng kiểu của nó thôi, chứ đừng có đi quá cái giới hạn của nó, và cũng đừng có giỡn. Khi mà quý vị giỡn hết và đi đến một cái thái độ mà họ có thể hiểu lầm mình thì nó rất là nguy hiểm. Ở cái trường hợp này Sương biết là anh Thư sẽ đại diện cho người thợ nail cũng như người chủ nail của mình. Khi ra tòa, Sương hơi interesting là muốn biết là cái phần thắng, cái xác suất thắng kiện có lớn không, nếu phía bên người customer họ prove được những cái evidence. Giả sử như ngày hôm nay quý vị cũng biết là cái tình trạng mà iPhone nó xảy ra, là quý vị ngồi làm và thấy người ta vẫn play với cái iPhone, rồi chụp hình, rồi quay phim rất là nhiều, và nếu mà họ có được những cái thu thập đó,
đó vừa quay phim nghe được tiếng nói, mà cái sexual harassment đó, nó không có phải là vấn đề va chạm vào thể xác như là anh Thư nói, có thể là những cái câu nói của bạn cũng sexual harassment nữa. Đó là sự hiểu biết của Kiều Sương. Thì nếu người khách hàng có đầy đủ bằng chứng như vậy thì anh Thư nghĩ rằng bây giờ nếu mà Sương nói là đầy đủ bằng chứng thì mà đầy đủ bằng chứng gì, thành ra nó phải tùy theo cái case, tùy theo cái case và cái trường hợp. Thí dụ cái người thợ hoặc làm nail đó nói những câu gì, và cái người thợ làm nail đó đụng chạm vào chân vào tay cái người kia, và cái cách sờ như vậy như thế nào, hoặc cái cách massage như thế nào, thành ra đi vào những cái chi tiết rất là cụ thể mình mới có thể giải quyết được, mình có thể nói được đó. Nhưng mà thường là đa số là nó than phiền vậy thôi. Nếu mà quý vị đúng là không có một cái ý gì và về không đứng đắn thì cuối cùng quý vị cũng thắng thôi, nhưng mà nó rất là phiền phức đến mình và nó làm cho mình lo lắng đó. Thành ra ngay khi mà quý vị có những trường hợp vậy thì Thư góp ý là nên đi đến một người luật sư tham khảo ngay, và có thể được sự trợ giúp của người luật sư để phai những cái trường hợp đó, nếu mà quý vị thật là sự là hoàn toàn vô tội và không có những cái ý mà ý tưởng sai trái mà trong cái vấn đề tiếp khách như vậy. Thì nó hơi khó khăn làm việc với luật sư, rồi phải có nhiều cái trường hợp luật sư phải ra tòa để mà cố gắng giúp đỡ cho customer của mình. Nhưng Sương muốn cảnh giác quý vị ở đây ở cái vấn đề là nếu mà là sự thật như vậy và khi ra tòa thì cái tội đó nó nặng nhẹ như thế nào và bị phạt như thế nào anh Thư? Thường á, Sương mấy ông thường là nếu mà cái người bằng chứng quá đầy đủ rồi, có những nhân chứng này kia, thì thường là thực sự là họ, cái jury, cái bồi thẩm đoàn họ coi là cái bằng chứng như vậy có đúng chính xác và cái ý cái người thợ như thế nào. Thành ra, nhưng mà những cái case này nó cũng không có dễ ăn lắm đâu. Có nghĩa là cái người mà kiện sexual harassment, cái người khách cũng không dễ ăn lắm đâu, ngoại trừ trường hợp nó quá rõ ràng đi đó. Mà thường thì thực sự những cái case mà Thư gặp qua thì cái người thợ cũng như người chủ thường họ không có ý gì đâu, nhưng mà vì cái sự hiểu lầm giữa cái culture khác nhau thôi. Đúng vậy, kính thưa quý vị, tóm tắt lại là để tránh những cái chuyện phiền phức xảy ra cho chúng ta trong vấn đề nghề nghiệp, mình hiểu biết được như vậy, sẽ có những người thưa kiện về những trường hợp như vậy, thì chúng ta nên đề cao cảnh giác, và lúc nào cũng có những cái chuyện xảy ra xui xẻo trong cái trường hợp nghề nghiệp của chúng ta, cho nên quý vị cẩn thận. Rất cảm ơn anh Thư đã chia sẻ với tất cả mọi người. Trước khi rời khỏi nơi đây, mời anh Thư gửi lời chào tạm biệt. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem cái chương trình hôm nay giữa Thư với Kiều Sương, và Thư rất là hân hạnh được đem những cái tin tức đến với quý vị, và xin hẹn lại quý vị trong nhiều chương trình khác nữa, tại vì Thư cũng có cái chương trình về luật pháp của Thư đó. Nhưng mà chương trình của Sương thì thật sự Thư cũng rất là thích xem đó Sương, tại vì nó đem những cái tin tức rất là cập nhật hóa cũng như rất là gần gũi với cái đồng bào của mình. Đúng như vậy, thưa quý vị, Nails và tôi là một chương trình phải nói là rất là được nhiều quý vị xem, bởi vì đa phần là người Việt chúng ta bây giờ sống về ngành nghề này. Kính thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc nào và đóng góp ý kiến cũng như hỏi thăm về luật pháp, xin quý vị hãy email về cho chúng tôi, nailsvatoi@saigon.tv. Cảm ơn quý vị lúc nào cũng ủng hộ cho Đài Sài Gòn TV. Và một lần nữa, Kỳ Sương chúc cho quý vị lúc nào cũng an cư lạc nghiệp và thành công rất nhiều trong ngành nail của chúng ta. Chào tạm biệt.